lúc nãy tôi có nhắc đến các chuyên gia balance, nhưng các bạn đã biết rõ về chuyên gia balance chưa? Xin giới thiệu với các bạn. Các chuyên gia balance chính là người trình bày khóa học này. Họ là những người có trên 20 năm đảm nhận các chức vụ giám đốc điều hành, giám đốc kinh doanh, giám đốc nhân sự tại các tập đoàn kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau của Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Singapore, Việt Nam. Không những thế, các chuyên gia còn phỏng vấn, đánh giá năng lực cho hơn 35.000 người. Ngoài nhiều năm kinh nghiệm, các chuyên gia còn có học vị, tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân nữa đấy.